Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bác. Hôm nay lại có thời gian thì em ra vườn để quay cho các bác một số cái cây giống mà bên hiện tại thì bên trung tâm bên em đang làm. Và đây hôm nay thì hôm nay bên em lại quay cho các bác một loại cây mà mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Và đây trước mắt các bác đây chính là cái cây tùng La Hán. Đó. Loại cây này thì hầu hết mọi người đều biết đến rồi đó. Cây rất là cao ạ. Bầu to và hầu hết là rễ cũng đã ra hết ngoài rồi ạ. Hiện tại thì bên em đang làm rất là khoảng 5 vạn giống cây tùng La Hán mọi người nhé. Đó, mọi người có thể nhìn thấy. Hiện tại cây giống này thì được khoảng 25 đến 30 phân rồi. Đó. Cây rất tốt và đẹp. Và nếu mọi người có nhu cầu đặt mua cây giống tùng La Hán thì bên em sẽ có những kỹ sư và hướng dẫn cho các bác gọi là từng kỹ thuật gọi là chăm sóc và tưới sao cho phát triển nhất nhé. Đó. Những cây giống là rất là đều nhau rồi. Đó. Đều và tốt luôn. Và nếu các bác có nhu cầu đặt mua cái cây giống tùng La Hán này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline để ở trên tiêu đề ở dưới màn hình ạ. À, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý xem video của chúng tôi. Nếu mà mọi người hãy đăng ký và like, share, chia sẻ để chúng tôi có động lực ra những video hay nhất và giới thiệu cho mọi người những cái cây giống mà chất lượng và mang lại giá trị kinh tế tốt nhất.